Ý nghĩa nhân văn mà bộ phim mang lại là đả kích lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ của những người xưa. Nói ra câu này chắc là ekip đoàn làm phim sẽ buồn. Nhưng mà cái tụi hồi xưa bây giờ nó chết gần hết mợ nó rồi. Ha. Đả kích ai nữa? Má lại sai nữa rồi. Ba chân tôi có làm gì không xứng đáng để má không chịu trao lại gia bảo. Ok các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Gen Phim, kênh YouTube chuyên review phim của Gen. Và mẹ chồng là một cái tên phim của Việt Nam chắc chắn là hot nhất trong tuần này rồi, chắc chắn luôn. Nhưng mà trước khi xem cái phim này thì Gen có một cái thắc mắc nhỏ là thường á thì một cái bộ phim sau khi họp báo công chiếu thì tối đó Gen sẽ thấy khá là nhiều những cái status nói về bộ phim của những bạn bè của mình. Nhưng mà phim này thì không. Bạn bè Gen hầu như là im hơi lặng tiếng. Im ru luôn. Sau khi xem phim xong rồi thì mới biết được là tại sao phim này nó lại im hơi lặng tiếng sau cái buổi họp báo công chiếu như vậy. Bởi vì chính bản thân Gen cũng không biết được là nó có. Sau khi Gen xem rồi, Gen cũng không biết là nó hay hay nó dở nữa. Có những lúc nó rất là hay, có những lúc nó khá là dở. Nên không biết là những cái cảnh phim bị cắt có bị ảnh hưởng tới cái cốt truyện hay không, nhưng mà cái cách dẫn chuyện của phim thật sự rất là lủng củng, rất là lủng củng, đôi khi mình thấy không được logic này. Nói đến đây thì lại quay lại cái cảm giác ban đầu của Gen về cái phim này. Thật sự Gen khá là háo hức để đi coi cái phim này luôn trong cái tuần này, nhưng mà cảm giác đưa về thật sự rất khá là thất vọng. Tuy nhiên phim lại có một vài điểm được. Ok, như sau. Đầu tiên là phim đúng như Gen nghĩ, không có quá nhiều cảnh sex, cho nên mấy chế nào muốn xem phim vì cái những cái cảnh nóng thì có thể bỏ đi ha. Cái thứ hai là Thanh Hằng, phải nói là rất tuyệt vời, ánh mắt, giọng nói, nhưng mà tuyệt vời quá đến mức cân phim cân tim luôn các kiểu. Tiếng nói của Thanh Hằng thật sự rất là chua và đanh đá, nhưng đó lại trở thành một cái lợi thế khi mà cô trở thành một người mẹ chồng, mà không phải mẹ chồng thường mà là một mẹ chồng rất là quyền lực. Được như vậy, vậy còn cái chưa được, đó là những cái điểm được, vậy còn những cái điểm chưa được thì sao ta, cái cách quay phim đó, lạm dụng cái kiểu quay tin số phong quá nhiều, thành ra cái góc quay và hình ảnh cũng không có gì mới hết. Cốt truyện thì Gen nói lúc đầu cũng khá là lủng củng, không có gắn kết chặt chẽ. Về kỹ xảo thì ôi thôi. Trời ơi, cái phần kỹ xảo lúc đầu, nói chung là nếu mà các bạn coi, các bạn để ý ngay từ những cái phân cảnh đầu tiên luôn, khi các bạn xem có những cái cảnh mà các bạn sẽ thấy một cái gốc cây ở trên đường làng, đó là một cái cây ghép và nó ghép khá dở, thật sự rất là thô sơ luôn, từ cách đổ bóng cho tới cái tracking motion của nó rất là dở, rất tệ, nên thật sự rất là thất vọng về cái vấn đề làm kỹ xảo của phim này. Nhưng mà như vậy, nãy giờ Gen các bạn nghe Gen kể về phim thì hơi tệ đúng không? Nhưng mà phim thì thật sự là khúc cuối phim có những cái câu nói rất là đáng nghe và rất là thấm đó. Và đó là những cái cảm nhận của Gen về cái bộ phim này. Bạn đã xem cái phim này chưa? Nếu xem rồi thì hãy comment cho Gen biết cái ý kiến của mình nha. Và đừng quên bấm nút subscribe, bấm thêm cái chuông nữa để nhận thêm nhiều clip từ Gen hơn. Gen Phim xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.